Năng lượng động vật thu được từ các nguyên liệu thức ăn thực vật bị ảnh hưởng bởi khả năng đã tiếp cận của enzyme với các cơ chất như tinh bột hoặc protein. Trong số các chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của động vật, về mặt định lượng, tinh bột là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng nhất. Ví dụ, ngô chứa khoảng 69% tinh bột. Mặc dù khả năng thủy phân tinh bột tương đối cao ở động vật, nhưng một tỷ lệ nhất định tinh bột trong khẩu phần ăn có thể thoát khỏi quá trình tiêu hóa ở ruột non. Điều này phụ thuộc vào loại nguyên liệu thức ăn và tỷ lệ của nó trong khẩu phần hoàn chỉnh. Việc tiêu hóa tinh bột có ảnh hưởng đáng kể đến mật độ năng lượng chuyển hóa cho động vật. Do đó, đã có nhiều mối quan tâm trong việc sử dụng các enzyme bổ sung để cải thiện việc tiêu hóa các cơ chất nhằm giải phóng năng lượng cho động vật. Dữ liệu cho thấy rằng alpha amylase ngoại sinh cải thiện hiệu suất tăng trưởng và khả năng tiêu hóa chất dinh dưỡng rõ ràng của động vật được cho ăn khẩu phần chứa chủ yếu là ngô và SBM. Ngoài ra, nghiên cứu còn cho thấy khả năng tiêu hóa rõ ràng của tinh bột ở hồi tràng, độ nhớt của dịch tiêu hóa hỗng tràng và hoạt tính alpha amylase trong ruột phụ thuộc vào tuổi của động vật. Dưới đây là 5 lý do chính tại sao cần sử dụng Amicare trong dinh dưỡng vật nuôi. 1. Cải thiện khả năng tiêu hóa care giúp phân giải các tinh bột phức tạp trong thức ăn, tăng khả năng tiêu hóa tổng thể của thức ăn và cải thiện khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng. 2. Tăng năng lượng khả dụng. Bằng cách phân hủy tinh bột thành các loại đường đơn giản, MEcare có thể giúp tăng năng lượng khả dụng cho động vật, giúp cải thiện năng suất và tăng trưởng. 3. Giảm chi phí thức ăn nhờ cải thiện khả năng tiêu hóa của thức ăn. AmiCare có thể giúp giảm lượng thức ăn cần thiết để đạt được năng suất mong muốn, dẫn đến chi phí thức ăn thấp hơn. Muốn cải thiện sức khỏe đường ruột, AmiCare giúp giảm tỷ lệ rối loạn tiêu hóa và cải thiện sức khỏe đường ruột bằng cách phá vỡ các tinh bột khó tiêu và giảm khối lượng công việc cho đường ruột. 5. Nâng cao hiệu suất Khi cải thiện khả năng tiêu hóa và tăng khả năng cung cấp năng lượng, AmiCare giúp nâng cao hiệu suất ở động vật, bao gồm cải thiện tốc độ tăng trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và sản xuất sữa